Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay, chiều 25 tháng 9 năm 2022. Thì trong video chiều nay chúng tôi lại tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án tuyến metro Thành Thủy Tiên, việc tái lập vùng binh chợ Bến Thành, tức là vùng binh Quách Thị Trang. Thì theo nhận mới nhất của tôi, chiều nay ngày 25/9/2022 thì ở một số vị trí đã được thảm nhựa cũng như là đã được lắp đặt những cột đèn chiếu sáng. Đây là vị trí cây xăng đã được tái lập và ở ngay vị trí trước đó. Thì hiện nay toàn bộ khu vực vùng binh chợ Bến Thành đang được trải đá răm, chuẩn bị thảm nhựa. Đơn vị thi công cả thứ bảy và chủ nhật. Đây là cái mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão. Bên trái màn hình của bạn là hai cái xăng và dự án One Central Hồ Chí Minh. Bên phải màn hình của bạn là vùng binh chợ Bến Thành cũng như là Thành. Thì hiện nay khu trung tâm vùng binh đang được san lấp và chuẩn bị trải đá răm và chuẩn bị tiến hành thiết kế cảnh quan. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thường xuyên và gửi đến các bạn những ảnh mới nhất về dự án. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.